Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Nhất Long Audio Hà Nội cơ sở 3. Video ngày hôm nay em xin gửi tới các bác là hai cặp loa đến từ Anh Quốc, đó chính là BAW 803 Nautilus và BAW 803S các bác nhé. Sau đây xin phép các bác quay lại gần hơn và chi tiết có thể là các bác có thể nhìn nhận về hai cặp loa tuyệt đẹp được của em các bác nhé. Đây, em sẽ quay sang chiếc BAW 803 Nautilus bên em trước đây. Là chiếc màu tím mận, còn giống của mận có nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Có hai bát đường kính là 20 cm các bác nhá. Và bên trên có một chung một check màng Kevlar các bác nhá, rất là đẹp luôn. Hai chiếc này thì là hai cặp này rất là đẹp các bác nhá, đẹp không tì vết rồi, không một vết xước rồi. Đẹp gọi là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn các bác nhá. Các bác quan tâm được liên hệ qua hai số hotline em đang ghi trên video các bác nhé. Đây sẽ quay ra chiếc BMW 803S của bên em, rất là đẹp các bác nhé. Cùng có hai bát đường kính 20 cm, có màng Kevlar các bác nhé. Bên trên có vậy, có một chung một check thì có thể các bác có thể nghe rất là hay luôn. Và hai dòng này thì được rất nhiều bác đánh giá là nghe rất là ok bác nhá, rất là chất âm rất là vững vàng luôn, đánh rất là hay. Để xin phép các bác sẽ quay lại đầy đủ các mặt cho có thể các bác nhìn nhận về hai cặp loa bên em. Vâng, thưa các bác, em vừa đảo chiều quay của hai cặp loa bên em, xin phép các bác sẽ quay lại gần hơn và chi tiết để có thể các bác nhìn nhận về mặt sau và mặt cạnh của hai cặp loa bên em. Đây là chiếc BAW 803S bên em các bác nhá, rất là đẹp luôn, vỏ gỗ đây rất là đẹp các bác nhá. Và mức giá của hai cặp này rất là đẹp luôn. Các bác quan tâm thì có gọi qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo, em sẽ trả lời tin nhắn cho các bác để các bác có thể cập nhật tình hình của hai cặp loa bên em. Đây là BAW 803 nào đi tới tí nốt các bác nhá, rất đẹp luôn, có cổ gỗ màu tím mận các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đây có hai quả check nhìn rất là bá đạo nhá các bác nhá, rất là đẳng cấp luôn, nằm ở chóp bên trên. Em sẽ quay đầy đủ các mặt để các bác cảm nhận được tình hình. Đây, các cầu loa nhé các bác nhé, rất là còn sáng bóng luôn nhé, bên nào hướng bên nào luôn, rất là đẹp luôn. Đây, các cầu loa rất là đẹp luôn. Các bác quan tâm thì liên hệ qua hotline là 035 44 568 và Zalo là 0333 289 289 để mình có thể hỗ trợ các bác. Và ở gần có thể qua địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, số nhà 147 quận Nam Từ Liêm Hà Nội để xem trực tiếp cặp loa bên em, anh chị sản phẩm khác bên em. Và các bác đừng quên đăng ký kênh và cho xin một like và một chia sẻ để em những video đầu tiên để có thể các bác cập nhật tình hình của những sản phẩm mới nhất của Nhất Long Audio cơ sở 3 đang lên hàng ngày các bác nhé. Sau đây xin kết thúc clip tại đây, hẹn tất cả các bác tại những clip sau.